Toyota Alphard còn có tên gọi khác là Toyota Velfire là dòng xe minivan hạng sang, Luxury Minivan MPV, được sản xuất bởi hãng xe Toyota, Nhật Bản. Ra đời từ năm 2002, đến nay Alphard đang ở thế hệ thứ 3, Toyota Alphard Executive Lounge. Thông thường có 7 hoặc 8 chỗ ngồi, sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.4 lít, 2.5 lít và 3.5 lít. Hệ dẫn động cầu trước RVKD hoặc 4 bánh chủ động AVKD. Toyota Alphard Executive Lounge 2021 là một chiếc xe đa dụng sang trọng dành cho doanh nghiệp, chủ yếu được sản xuất cho thị trường Nhật Bản, nhưng cũng được bán ở Bahrain, Belarus, Oman, Nga, Sri Lanka, Trung Quốc, Đông Nam Á. Toyota Alphard lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam trong triển lãm ô tô Việt Nam tháng 8 năm 2017 và đây chính là sự ra mắt chính thức của mẫu xe đa dụng sang trọng đắt tiền của Toyota tại thị trường ô tô Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 180 xe Alphard được giao tới tay cho khách hàng. Mẫu xe MPV đa dụng sang trọng Toyota Alphard Executive Lounge 2021 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.900, 1.850, 1.895mm, chiều dài trục cơ sở cũng khá lớn 3.000mm. Phần động cơ đặt phía trước được thiết kế tối giản dễ liên tưởng đến chiếc Toyota Hiace đầu ngắn, đem lại sự gọn gàng và tăng khoảng không gian phía trong xe. Những chi tiết ngoại thất khác cũng được làm đơn giản, gọn gàng. Toyota Alphard Executive Lounge 2021 về nội thất là rất đầy đủ. Đơn giản vì đây được định hình là một chiếc xe đa dụng hạng sang, không phải bình dân như Toyota Innova, Fortuner. Bảng điều khiển trung tâm của xe là một màn hình cảm ứng mở rộng 1.5 inch tích hợp GPS, camera lùi, các chức năng giải trí hiện đại. Toyota Alphard Executive Lounge 2021 sở hữu khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ 3 vị trí, ghế phụ cũng chỉnh điện 10 hướng. Màn hình giải trí hàng ghế sau tăng từ 9 inch lên 13.3 inch. Các hàng ghế sau, nổi bật nhất trên Toyota Alphard chính là hàng ghế thương gia ở giữa xe. Hệ thống ghế được nâng hạ hoàn toàn bằng điện, trang bị đỡ chân tựa đầu tùy chỉnh cho hành khách cảm giác như đang ngồi trên khoang hạng thương gia của chiếc máy bay Boeing. Giữa hai ghế là giá đỡ cốc ốp gỗ có thể điều chỉnh gập lại cho gọn theo ý thích. Tiện nghi của xe Toyota Alphard Executive Lounge 2021 khiến bất kỳ ai cũng phải hài lòng. Từ ghế da cao cấp, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh JBL 17 loa cho cảm giác âm thanh trung thực, sống động, hai cửa sổ trời chỉnh điện kết hợp đèn trần dạng LED 16 màu, khe học để đầu, khai bản ăn hay để laptop. Ngoài ra, Toyota Alphard Executive Lounge 2021 tiếp tục được nâng cấp về mặt tiện nghi như chức năng sấy gương chiếu hậu ngoài, kính chống ồn trang bị ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai. Tại thị trường Thái Lan và Indonesia, Toyota Alphard Executive Lounge 2021 có 3 phiên bản động cơ là 2.5 lít, 3.5 lít và 2.5 lít Hybrid. Phiên bản Toyota Alphard Executive Lounge 2021 được nhập khẩu về Việt Nam sử dụng động cơ 3.5 lít V6, hộp số tự động 8 cấp hệ dẫn động cầu trước, cho công suất 296 mã lực tại vòng tua 6.600 vòng phút, mô men xoắn cực đại 361 nm tại 4.600 đến 4.700 vòng phút. Toyota Alphard Executive Lounge 2021 là dòng xe MPV hạng sang nên có rất nhiều tính năng an toàn, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho các chủ xe, thông thường là các chủ doanh nghiệp, các gia đình thượng lưu giàu có. Toyota Alphard Executive Lounge 2021 được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) hỗ trợ tối đa cho người lái và mang lại sự an toàn trên mọi cung đường, cảnh báo tiền va chạm (BCS), cảnh báo trịch làn đường LDA, hỗ trợ giữ làn đường LTA, điều khiển hành trình chủ động (DRCC), điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB), camera 360 độ, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống theo dõi áp suất lốp, 7 túi khí hệ thống chống bo cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA. Toyota Alphard Executive Lounge 2021 là mẫu xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao GNCAP. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết.
phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn! Thank you.